Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đã và đang huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi COVID-19, nhất là những hộ nghèo, gia đình chính sách. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trích ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 140.000 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động ở các khu công nghiệp. Trong đó, Đà Nẵng hỗ trợ trực tiếp hàng hóa thiết yếu cho 50.000 hộ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, đến nay công việc này đã cơ bản hoàn tất. Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân thành phố, giao cho Sở Công Thương chuẩn bị 50.000 suất hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn thành phố, gồm 5 mặt hàng là mì tôm, gạo, trứng gà, thịt hộp, cá hộp và cá khô. Thì chúng tôi Sở Công Thương đã làm việc với các nhà cung ứng và đã chuẩn bị các cái suất hàng hóa để gửi cho các cái quận huyện phân bổ cho các hộ dân. Đến nay thì chúng tôi đã cơ bản chuyển các mặt hàng đến các quận huyện trên địa bàn thành phố. Thành phố cũng đã phân bổ kinh phí về cho các quận huyện để các địa phương chủ động hỗ trợ bằng hàng hóa thiết yếu hoặc bằng tiền mặt cho gần 93.000 hộ dân với mức hỗ trợ 500.000 đồng một hộ, xuất ngân sách để mua các nhu yếu phẩm cần thiết, cấp cho 124.000 hộ dân. Ngoài ra, các quận huyện còn hỗ trợ trao hàng ngàn suất quà và hàng trăm tấn rau củ quả, nhu yếu phẩm các loại của các đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn, nhà hảo tâm hỗ trợ cho người dân, giúp người dân yên tâm ở nhà, chung tay cùng thành phố phòng chống dịch. Các nhà tài trợ họ ủng hộ cái này thì dân họ thấy rất quý. Việc nhận về cái bắt đầu huy động anh em, vừa là cơ quan, vừa là lực lượng dân quân. Sau đó là phân chia ra đều ra rồi bắt đầu điện cho từng năm tổ để tránh cái trường hợp là tập trung đông người. Cái là bắt đầu mới trở về dưới địa bàn khu dân cư đó, từng tổ là chia ra theo đầu hộ dân. Về số gạo 1.630 tấn chính phủ đã cấp cho Đà Nẵng, thành phố phân bổ gạo về cho các địa phương để hỗ trợ cho hơn 100.000 người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 với mức 15 kg một nhân khẩu, hoàn thành việc phân bổ trước ngày 28 tháng 8, đảm bảo đúng đối tượng và mức quy định, báo cáo kết quả cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.